nhỏ hơn 2 tuổi. Ngày xưa là bà ba cua ông ba hay là ba cua bà ba? Cua ổng á. Hồi xưa ta cua ổng. Tao nhỏ ổng nhỏ tuổi hơn tao, ta cua. Bà ba cua ông ba hả? À cua. Vậy là ông ba bị dụ rồi. À dụ, ông ba dụ rồi. Bà dụ sao? À, ngày xưa bà ba dụ ông ba có thương bà ba không? Lúc đó mà chưa biết làm gì nữa dân. Chưa biết thương. Mình ở đây mà ăn muốn chết rồi. Cưới về thêm rồi. Rồi vậy sao không chịu cưới? Ai biết là cưới tôi đi dạo. Ông ba nhỏ nghèo lắm nè. Ông nghèo lắm. Ông ba bà cứ an tâm về cái vấn đề nhà cửa. Con với anh Đực sẽ làm một cách cất một cách thuận tiện nhất và đẹp nhất cho ông bà ở. Ok. Bắt tay cái. Cảm ơn nha. Dạ, ông ba các ơi. Ngày xưa bị bà ba dụ, bị gái dụ. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Thì đầu tiên cho Bùi Hồ xin chúc cô bác quý anh chị luôn luôn mạnh khỏe. Gia đình an khang thịnh vượng. Thì thưa cô bác quý anh chị, hôm nay là ngày 8 tháng Giêng năm 2021, cũng là những ngày đầu năm. Thì cho Bùi Hồ gửi lời chúc đến cô bác quý anh chị. Và hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt hơn 5 giờ rưỡi rồi. Hơn 5 giờ rưỡi và Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp. Thì tranh thủ thời gian giờ làm ra xong thì Bùi Hồ chạy lên đây, vội vã chạy lên đây để liền để gặp ông ba bà ba, thông báo cho ông ba bà ba một cái tin vui. Thì cũng khá là hữu duyên khi mà Bùi Hồ lại có những cái gặp được những cái hoàn cảnh, những cái mảnh đời lên đên ở trên cái bến tàu ở Chợ Nổi như thế này. Ở những cái bến tàu rất là nhiều ghe như thế này. Thì trước đây cô bác quý anh chị, Bùi Hồ có vận động để ủng hộ cho ông ba bà ba sống ở dưới ghe này nè, nhưng mà chưa đủ kinh phí. Thì lúc đó Bùi Hồ cũng rất là lo. Và có một cái cuộc điện thoại của chị Nguyệt, nhà bè mà Bùi Hồ hôm trước cũng có giúp đỡ đó. Thì nói ông ba bà ba không ngủ được vì Bùi Hồ chưa vận động đủ tiền. Và hôm nay thì Bùi Hồ sẽ đến đây để thăm ông ba bà ba cũng như thông báo một số tin vui. Nhà bên kia là nhà của anh Xuyên đó cô bác của anh chị. À, đến đây vào buổi chiều không có cho ông ba bà ba hay, tại vì ông ba bà ba không có điện thoại. À chị. Dạ. Chào ông ba bà ba. Ôi. Dạ. Con dậy giờ mới về à? Không ngày con ở vòng vòng đây thôi. Vậy hả? Dạ. Ôi, ông ba bà ba bật đèn lên con được không? Gà vô ngủ trơn kìa. Gà đó. Còn chưa nữa, còn chút. Dạ. Con rồi nó còn nữa. Rồi không gà cái sức khỏe của bà ba sao rồi? Trời mới đi thành phố. Mới đi xuống 115 mới về á. Ủa sao vậy? Thì mới đi không được. Nó mà mệt đi không được. Đi không được hả? Mệt. Rồi chẳng mất cho con. Đi dài hồi nào? Đi nè mới về nè. Mới về tới. Không bây giờ bà mạnh này xuống 115 mà về. 115 ở Sài Gòn hả? Thành phố. Rồi tiền đâu bà đi khám? Bây giờ có con mấy triệu bạc đó. Nói còn mấy triệu đâu, có dám ăn đâu rồi dạy để từ từ. Đi mua thuốc me nữa 2 triệu rưỡi. Còn ba ngày nay có đi đặt 12 cái ngục không? Không đặt. Trời cuốn lên bỏ hết trơn rồi. Cuốn lên đây hết trơn hả? Đặt cuốn bỏ. Dạ. Đặt mua tiền thuốc hay mấy tiền thuốc. Bác sĩ nói bà ba bị gì? Bị khói quá cũng sống chứ bị tim, giờ bị cái giò nó chèn ép dây thần kinh. Cái chân thì chèn ép dây thần kinh, khói quá cũng sống rồi tim. Tim. Còn ông ba? Ông ba đưa bà ba đi hay sao? Con đưa chứ càng ngày đưa không được. Đâu đưa được ha. Mắt mà bụng như vậy rồi. Nó gà lên nhà luôn kìa. Thì đúng rồi. Con chạy lên xuống nó ấy á. Thì hôm ngày anh được có lên gặp ông ba bà ba rồi đúng không? Anh được rồi, chưa được có rồi. Dạ, thông tin với cô bác của anh chị á, thì trong cái thời gian mà quay trở lại với ông ba bà ba đó thì cũng công bố cái số tiền là vận động được 8 triệu mấy đó. Thì sau này thì có rất là nhiều mạnh thường quân muốn cho ông ba bà ba lên bờ. Và Bùi Hồ thì cũng có liên hệ với anh được để cất một cái nhà nhỏ nhỏ cho ông ba bà ba thực hiện cái ước nguyện của ông ba bà ba.
Thì anh được thì cũng đang tiến hành được với mười hồ vận động cho bà con đó, cũng cảm ơn được cái với mười hồ đó. Dạ. Cho bà ba được lên nhà đó, cảm ơn mười hồ với được. Anh được thì cũng vận động được 4 triệu đồng hay gì đó. Mà là chị ruột của ông ba bà ba luôn hả? Chị ruột của ông ba. Con cháu cho mà cắt dầu lên nở mà mặn thành đó. Cái da chưa được bờ 8 tướng nữa rồi dành ra cho chung rồi. Mình mới dắt bà già mua. Cái bà này từ từ đây đi lên tới cái đâu rồi miếng giải rõ của bà chị ruột. Chị ruột chị ruột của ông ba hay là của bà ba? Chị ruột của chú mà bà già đó, chị mua đó cái dám đen mã bà già bà chết rồi bà chung đó ở đây nữa đây chung đó luôn. Em ra chưa được cả 8 tướng nữa rồi giàu thẳng đó luôn. Hôm trước nghe chị Nguyệt nói 9 giờ mấy ông ba bà ba sợ không có cái nhà ở, ông ba bà ba thức mê tới 9 giờ mấy luôn hả? Bà ngồi ở trong quà, trong quỷ sao không mấy. Con nó nói vậy á, dạ, không dạ. Có buồn. Buồn. Tới 12 giờ bà chưa ngủ, nói sao mà không có ai hay chứ trời. Tới 12 giờ chưa ngủ luôn. Bà nói là bà chết không có nhà. Chết không có cái nhà. Chết có nhà mà có cái bè này mấy người chết ở dưới này cũng như chết bà thủy rồi. Chết dưới sông không chịu. Không. Bà giờ nghe bể nó mùi hồ. Nghe bể hết trơn rừng ai đâu bà giờ 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 không ai giờ ở dưới ghe này nha. Này không ai ở dưới ghe này. Giờ mình chết dưới ghe đó thì cũng như là cái nước. Đâu phải trên bờ. Nghe nó bể tình đúng chân ai dám bước xuống ghe mình đâu. Lo là sợ chết ở dưới ghe giống như là chết nước ha. Gà nó kêu quá trời luôn cả. Dạ. Tại vì bữa nay ông ba bà ba ăn cơm với gì? Ăn cơm với cá kho. Cá kho. Cá kho. Nó khô đó, mặn khô đó, vừa hấp trong là cơm. Ngay hiện vô cổng á, thì nó đo là nhà giàu, nó nói cho công đồng á. Tôi mới dạy qua cái tháng này nữa hả cắt. Nó nói không được mà mày bấm lên trời vận động, nó nói tại sao mà nó quá lâu rồi mà. Cắt liền đi. Ở ngoài bị cắt liền mà đặt ở gần này rồi nó nói tiền nó không đủ. Đó chạy nó không đủ. Con thì lúc đó thì tiền chưa đủ. Hiện nay ba 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 còn tiền xài không? Rộng ba cái bệnh nó rộng luôn, chơi mẹ rồi. Thôi rồi. Còn mỗi người kia cho xin 700 ngàn kìa. Con kìa, còn 700 đó, ta là 700 đó. Thiếu nợ 700 nữa. Mỗi người kia bệnh nó 115 đó. Đi làng ấy, còn đây mà có 2 tầng. Có 2 tầng là đi nữa. 115. Để cho con luôn đi nó không. Bây giờ lại còn phải chạy nữa. Chụp hình nè, còn không dám chụp nữa. Không dám chụp. Không dám chụp luôn. Nó để cho con uống con có 2 tuần. Mua cái một mà không chịu mua. Rồi hôm nay bà ba với ông ba bà ba ăn cơm với gì? Ăn cá kho. Rồi có ăn cá được cá thì chài cá được ăn cá kho. Dạ. Có được cá bự bự thì mình nấu canh. Thông tin với cô bác với anh chị á, con đó, nói với ông bà ba hay luôn là con thì đi làm á, con đi dạy á, nên thành thử là cái việc mà đi làm YouTube của con á, con chỉ đi được ngày thứ bảy chủ nhật thôi. Còn những cái công việc gì á, ví dụ như anh được gần ở đây á, thì con kia nhờ anh được nói anh cắt giùm em ở cái nhà vậy là anh được, anh làm được à, anh mướn người anh làm rồi anh làm theo rồi anh không có tính công luôn. Đó, anh được vậy đó. Rồi anh có xe tải rồi luôn đó. Có xe chở cho trọng á. Dạ. Chỉ nền. Rồi mấy ông ấy cũng cái nền quá đã rồi khỏi cuốn nền. Nó có nền. Cái nền sẵn rồi. Dạ. Rồi nền nó cháo nó nhà nó đi nó có bị ngăn 4 mà bị dài thì 8. Mà bây giờ lấy 40 kg mà thùng bao nhiêu. Xong cho ông luôn chính thử luôn. Cắt ngang 4 dài chính luôn. Mà nó có mà mấy tay bên đây mà bên đây á chị giữ cái tường. Dạ. Tôi nói giữ tường nha. Nó có chảy không nha, tôi sợ chảy à. Dạ. Bên đây á cái nhà của người cháu tôi cắt nó bị chảy á. Tôi nói là không có đâu. Không có dựa đâu, cắt không có dựa, con nói anh được cắt riêng rồi. Riêng hả? Riêng rồi. Dắt riêng. Sợ tốn tiền phải không? Thôi khỏi không có vợ ông ba, cắt riêng luôn, ton riêng luôn. Dạ. Cắt riêng luôn là phải đúc. Dạ. Phải đúc một gạch lên đó, cắt bao nhiêu ngày cắt từng ngày. Dạ, cái đó để con với anh được tính. Nó chảy ra ngoài á. Dạ. Là được. Cái đó là không sao, để con với anh được tính cho.
các nhà cho ông ba bà ba vừa là được rồi, ông ba bà ba lo trị bệnh đi. Tao nghe nó nói cái nhà này nó là chở xe cái tường. Bây giờ xe xe cái nền. Không, nó đỡ lắm. Con dạ cái đó con biết rồi. Dạ, con cảm thấy chưa? Chưa, con chưa vô, nhưng mà con thấy anh được quay cho con rồi. Không, dạ. Nói bị dài tới 14 thước. Không có, các có 8-9 mét à. Được, cô bác với anh chị. Dạ. Khi mà nghèo cao là nhiêu được rồi. Thông tin với cô bác với anh chị á là ông ba bà ba có một cái nền của người chị ruột đó, cắt gần cái chỗ an nghỉ của ba mẹ của ông ba bà ba luôn. Thì anh Được anh cũng có dọ dùm và nói cắt ở chỗ đó được. Và Bùi Hồ nói thì anh Được cứ cất và làm cất như thế nào thì cất, anh phải gói gọn trong khoảng 30 triệu trở lại. Còn tiền để cho bà ba uống thuốc nè. Nhưng mặc dù ví dụ như tiền thì có nhiều hơn, nhưng mà vẫn giữ lại đó cho ông ba bà ba sinh sống đây đến cái tuổi già. Mình vô đó mình văn lưới văn mình thái rau ha gì đó. Không văn lưới không có được rồi. Không được. Ở trên gò luôn. Ở trên gò luôn mà. Không có làm gì được cái dân. Dạ. Trồng rau trồng bông bằng bạn. Trồng rau, mình trồng rau mình ăn. Trồng rau trái rồi đó. Thì có tiền cái mình đi chợ mình mua vài con cá mình ăn. Ba bà ba ha. Ba bà ta phải đi đó cũng biết không nhỉ. Cái chỗ đó bước cái đó cơ phẩm cảm tướng. Dạ mua đồ ăn tương kìa. Đây ăn hôm nào thì Bùi Hồ sẽ khi mà cất nhà xong chắc có lẽ là tuần sau. Trời. Thì con sẽ quay trở lại để coi quay cái nhà của ông ba bà ba cất hoàn thành cho cô bác của anh chị xem. Thì Bùi Hồ cũng thưa với cô bác của anh chị luôn, cũng cô bác của anh chị cũng thông cảm cho Bùi Hồ. Bùi Hồ này không giống như những bạn YouTuber khác mà có thời gian thì đi nhiều. Con thì chỉ thời gian hạn chế, khi nào nhờ anh Được cắt xong rồi con mới quay lại cho cô bác với anh chị xem. Và đến đây thăm ông ba bà ba hay tin bà ba bệnh thì cũng lo ha. Bà ba mấy năm nay là 72 hả? Ông 69. Ông ba 69. Ông 70 rồi. Ông tới ngày 70 rồi. Ông ba nhỏ hơn bà ba hả? Nhỏ hơn 2 tuổi. Ngày xưa là bà ba cua ông ba hay là ba cua bà ba? Cua ổng á. Hồi xưa á ta cua ổng. Ta nhỏ hơn ba tuổi hơn tao, ta cua. Bà ba cua ông ba hả? Cua. Vậy là ông ba bị vụ rồi. Vụ. Bà lấy vụ cao, bà vụ cao. Nhà ông ba với bà ba gần nhau không? Gần hầu đó. Cũng là 30 năm trước rồi. Mà sao ông để cho bà ba vụ vậy? Bà vợ mới khiều mình mới năn nỉ hoài kìa, biết đâu. Kêu luôn hả? Ngày ông nói là sao? Ông nói trời ơi, kêu bả mình chị. Dạ. Chị em mình trai làm không có chị em chứ á. Dạ. Bà ba nói không có chị em gì đó hả? Ừ. Ôi sao bà ba sao bà ba vụ ông ba chi vậy? Vụ không có con. Vụ không có con. Ờ tại thấy ông ba đẹp trai quá hay sao? Đẹp trai. Ngày xưa chắc ông ba đẹp trai nhất sớm lắm. Thì bây giờ ông ba đẹp thiệt mà. Nhưng mà rụng răng hết rồi. Còn mấy cái à. Bây giờ ngày xưa ông ba bà ba là cưới nhau là lúc đó ông ba với bà ba bao nhiêu tuổi? 20. Bà ba 20. Ông ba 18. Ồ vậy là ông ba là ngày xưa gọi là trẻ khô trai tơ rồi. Ông ốm, ông gì y gan vậy? Y gan vậy luôn, không thay đổi luôn. Mà không có hồng lúc đó nha. Bà cua tao nghe rằng ngày tao có 40 kg. Dạ. Có 40 kg. Về nhà về già về đến già mà hai vợ chồng vẫn như đôi quyên ương ha. Ở dưới ghe vẫn hai vợ chồng thủ thỉ nhau ha. Vui nha bà ba ha. Nhưng mà mặc dù nghèo khổ nhưng mà ông bà khăng khít thương yêu nhau vậy vui rồi. Ở gần này vô chú á, gần này hồi đó giờ không có lộn đạo chứ. Không ánh luôn. Hồi đó giờ hầu nói gái gì. Thực tế á, tại hầu lúc làm gì vậy giờ. Ông có luôn, ông có hơn cao. Đâu có chiếc ghe vậy á, chiếc ghe nhảy dưới nước á. Hồi có khi một đêm thức là cầm dầm hoài. Không có cự lộn luôn. Không, hồi đó giờ không có quấn lộn mà không biết cự lộn. Ông ngày ông chửi vào cái thông đó làm thinh vậy thôi. Cũng có chửi lộn sơ nóng quá này cũng bực tức. Ông chửi này kia giờ rồi tao làm thinh luôn. Không có đánh lộn ha. Ổng. Mà ngày xưa bà ba vụ ông ba có thương bà ba không? Lúc đó mà chưa biết làm gì nữa dân. Chưa biết luôn. Chưa biết thương. Biết thương. Không có biết luôn. Rồi mấy năm cưới? Thì này có người chú Út á. Dạ. Ông lại làm mai mất. Dầu rễ gì? Dầu lên con hỏi ổng. Chú Út ông á.
Trời Phúc, trời ông cưới gì làm gì trời. Cưới gì làm cái gì? Không biết đâu. Ờ, cưới luôn. Cưới gì? Quen lâu không bà ba? Không, không có quen. Không có quen, không quen. Trời ơi, trên đời có khoảng 5-6 ngày à. Cái quầm gặp nhau đó, gặp nhau 5-6 ngày bà ba khều ba cái xong thành vợ chồng luôn. Ông đi cứ ông qua ông lợn nói ông cưới ông già. Vậy là bà ba dụ ông ba nói ông kêu ông nói ba mẹ ông cưới tôi đi chứ về. Đó năn nỉ ông à. Phải không bà ba? Năn nỉ. Ôi bữa nay con mới phát hiện rồi. Rồi cái trời nói. Trời ơi ông cứ ông ba ông ba. Cái chuyện tình này mấy chục năm bây nhỏ phát hiện rồi. Chồng cứ làm cái gì? Cứ biết làm cái gì? Dạ. Mà cứ giàu cái mà người nó ăn nữa. Ông thương nữa. Ông đeo. Nó ăn nữa. Mình ở đây mà ăn muốn chết rồi. Cứ về thêm rồi. Rồi vậy sao không chịu cưới? Ai biết rồi, cũng tụi vợ ông ba nghèo lắm nè, cũng nghèo. Ờ, bà ba thì nhà giàu đó, hả? Hồi đó ở cha xa, cũng có đi ghe gì không à. Cha đi mà ăn thì cũng đủ ăn của xài được vậy thôi. Còn ông ba, hồi đó mẹ chết, ông ba này, ông cha chết rồi lúc 33 tuổi. Giống như mồ côi rồi. Cha chết trên ngày ngày chú út đúng rồi cưới. Chú được 3 tuổi nữa, rồi cha chết từ lúc mà 33. Con cái là ngày xưa là phương tiện thông tin liên lạc đó, nó không có điện thoại đâu đó, nó đâu có làm quen được. Thành nữ ra là vòng vòng gặp nhau là nói tới nó lui sâu chứ không có điện thoại. Chủ yếu là do làm mai làm mối thôi chứ không có quen giống như bây giờ. Bây giờ lên Zalo gọi thấy Thành, lên Facebook gọi thấy Thành cái là hai đứa yêu nhau. Cũng như bạn học nè, bây giờ học á, bây giờ vẫn dụ ở bên ngoài kia tuốt ông này, hai đứa quen nhận có tội nghiệp mà chú được. Trời ơi, bà ông ba đi về cổng rồi làm gì ăn bà ba ông ba. Cái tao nói gì cái ông nói giờ vô cổng bẻ dao được ăn cái ăn tương luôn. Còn được nó quá trời tội nghiệp bà sao ấy được. Bây giờ nói là bà tắt đi, bà giờ vô trọng ở đây, giờ tôi đi tới lui hoài, tôi có biểu bà ở nhà cha gọi ở ngoài này vậy nó không được, ông cái bà rồi quá yếu, ghe chống ngọc rồi làm sao mà ông sống được, không cho, nhưng mà nó tới già lên, đi bờ mới được. Dạ. Nhưng mà về tới già ông bà cũng có được cái mái nhà nhỏ nhỏ là cũng vui rồi ha. Vui rồi, được rồi, sống cũng khỏe rồi. Nhỏ vậy có buồn bã gì không ba hay là vui? Không có đâu. Cánh thằng lên đụng một cái vui rồi, bà nói ở dưới ghe bà chết bà không có nhà. Dạ. Rồi cao mới tìm tòi đó, bây giờ không muốn cắt cái bè nữa mà lấy mà không có cho. Dạ. Nói rồi ừ. Ba giờ, giờ anh được anh đâu cho con cũng đâu cho. Cho bây giờ già à, không chẳng. Có giờ được cắt nhà cho đó cho ở đó mà mày biết cái nói cắt cái nhà dân chợ nó nói cắt cái nhà mà trời cái bà chết cái chuyện nhà lấy lợi cấp tuần đó trời 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 không mày ngày bằng thợ bảo đâu nhớ bằng thợ cho em lên chùa. Con thì ảnh còn ngày càng còn ngày để chồng với con cháu đâu có nó qua được nó có cái nhà mình ở để nhà mà ở chùa. Dạ. Nó cái trời gì trời trời nhà chết chết. Chết ở cho bà ba ơi với ba. Trời chết chết. Ở chùa còn nhiều cái cây ăn dữ lắm. Nó nói trời ơi, trời ơi ông về chùa mở với cái cây này cũng phà phà cho ông. Phà cho ông ăn quá. Mệt luôn. Ngày xưa ông ba là cưới xong ông ba làm gì nuôi bà ba hay bà ba là làm gì nuôi ông ba? Đi mà bên ông Khánh đi qua mà muốn á. Đi dân câu dân lưới dầu được cá đó, bơi gì á lâu lâu có bơi về lúc mẹ còn là có nghĩa là ông ba dân câu dân lưới nuôi bà ba bây giờ vẫn còn đẹp mà bà ba ngày xưa tóc dài hay tóc ngắn? Tóc dài rồi cái con đau nè con đau đó, rồi con biểu cắt á cạo đầu ha cắt ngang nó làm cho nó thoải mái dầu ngày bà bệnh rồi cái da tóc dài cạo hết bà xong hớt đi hớt cái ra hai mấy ba chục ngàn thôi mình tại tao cũng sợ hết chứ không phải là chơi đâu. Thôi vậy vui rồi. Nghe ông ba bà ba kể chuyện ngày xưa vui rồi ha. Có khi có con dài đó cho lấy cái lưỡi bào á dưới cây lược á tôi quào xuống nè. Từ hết luôn. Mình nói có con dài vô mùa quào hết cũng vậy à. Con bớt. Thôi hôm nay con đến đây thăm ông ba bà ba cũng trễ rồi. Có một điều con thông báo cho ông ba bà ba với tin mừng. Ông ba bà ba cũng đã biết anh được nói rồi. Cũng có là được cắt cái nhà nhưng mà chưa biết là bao nhiêu tiền. Đúng không?
Hôm nay thì con đến đây, cái thứ nhất á là con thăm hỏi ông ba bà ba. Thăm hỏi sức khỏe. Ông bà ba cố gắng giữ gìn sức khỏe, mai mốt còn lên ở nhà mới ăn Tết con nữa. Rồi cái thứ hai. Dạ. Ông bây giờ có nghe chuyện nào cắt không nhận cho biết. Dạ. Tuần sau là có nhà. Tuần sau là có nhà, đang đang cắt tuần sau có nhà. Bởi vậy á con mới điện vô thằng cháu cho chồng á, tôi nói chừng nào á. Nó có cắt á thì tôi biểu nó mà con ơi con mua cho cậu một điện trái cây. Đúng. Dặn cúng dặn cho mấy chú dựng nha. Nó già. Rồi. Rồi, thưa bà ông ba với bà ba, hôm nay con đến đây á thì con cũng thăm ông bà là trước tiên. Rồi sau đó là con cũng công bố một số tiền Mạnh Thường Quân cho ông Mạnh Thường Quân nắm rõ luôn ha, rồi cũng như là cho ông ba bà ba biết luôn. Thì cái đợt vừa rồi đó là con nhận được là 8.750.000 đồng, con giữ lại cho bà ba đó, bà ba nhớ không? Con giao cho bà ba hết 500.000, còn lại là 8.250.000 đồng. Đợt hai này đến thời điểm là 17 giờ ngày 8 tháng 1 năm 2021, con nhận được của chú Kevin Trần là Việt Kiều Mỹ 2.300.000 đồng, tương ứng với 100 USD. Chị Phụng là Việt Kiều Úc là 3.000.000 đồng. Cô Hà Trần ở Mỹ là 500 USD. Chị Melinda người gửi là Dũng Trần ở Mỹ là 100 USD. Sinh viên, một sinh viên ở tên là Lách Linh Khô Lành ở Úc gửi ông ba bà ba 1.500.000 đồng. Thanh Nguyên ở Việt Kiều Mỹ gửi ông ba bà ba là 500 USD. Tổng cộng cái đợt 2 này á, đợt 1 là được 8.250.000 đồng, đợt 2 này được là 6.800.000 đồng và 1.100 USD. Đó, thì tổng cộng số tiền là tiền mặt Việt là 15.050.000 đồng và 1.100 USD. Thì cái này con chưa đổi ra. Thì con thông báo với bà ba luôn. Thì bây giờ con sẽ, bà ba mới về khám bệnh về đúng không? Hết tiền mượn người ta 1 triệu đúng không? 700 rồi. Mượn người ta 700 con đưa bà 1 triệu, bà chịu không? Sao không được? Được không? 700 còn nữa 300 xài. 1 triệu được không bà ba? Triệu đi ha. Ừ, cũng được. À thì con là còn 14 triệu 050.000 đồng cộng cho 1.100 USD. Đây. À, nha, gửi cho bà ba 1 triệu còn 14 triệu 050.000 đồng. 14.050.000 đồng, biết thiếu số 0. Với lại 1.100 USD. Đây. Để trả nhiêu? Cho ta để thôi thiếu nợ công á. Già còn thiếu nợ gì nữa. Sẵn hôm nay con có rút tiền ở đây. Nhà bà ba trả người ta đi cho nó khỏe, không còn thiếu nợ nữa. Rồi tiền này con giữ cho bà ba. Để mà mai mốt anh được cất bao nhiêu tiền để con biết con chi cho anh được nha. Rồi còn dư bao nhiêu thì con sẽ giao lại cho ông bà ba xài lai gai, xài Tết đồ, ăn Tết đồ ha. Thế ngay trong trọng má chạy vợ cũng có nói cắt cái nhà đó, cắt hầm cầu á. Chạy ra mười hồ rồi. Vợ có nói là cái hầm cầu đó cắt hết thì lại nó cắt thì tính 10 triệu. Thằng cháu của cậu nó nói bây giờ nó rảnh nó là 7 triệu bây giờ thiếu 300 nữa nó thêm. Bây giờ ông ba bà ba cứ an tâm về cái vấn đề nhà cửa, con với anh được sẽ làm một cách thuận tiện nhất và đẹp nhất cho ông bà ở. Ok. Bắt tay anh gái. Cảm ơn nha. Bye bye các ơi. Ngày xưa bị bà ba dụ, bị gái dụ. Cảm ơn mừng ba dụ. Nó chơi với cô bác quý anh chị tại nói ông bà ba cho ông bà vui thôi. Hay bà ba. Nói vậy ông bà ba giận con không? Không, càng vui. Con nói ông ba ngày xưa là bị bà dụ giận không? Ba mừng. Gặp thằng Hồ là quá mừng rồi, vui vẻ quá trời. Dạ, nói chung là mấy ngày nữa gặp con kiếp ngày phải lần lại khi nào ấy con cho chị Nguyệt. Hai con xin phép ông ba với bà con về giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Rồi, bye bye. Yeah. Quá rồi. Quá trời được rồi. Mừng rồi nha, mãi cho nhà mình. Trong những Tết luôn, mình quá mừng. Dọn dọn đồ bán cho chân. Dọn đồ nè, đang quán chân nè, dọn chân nè. Dạ, dạ, rồi. Nó nói trong vòng mà có khoảng gần 3-4 ngày ra, dòng. Trời, biết dâu. Dạ, rồi. Mình mới chân bị. Dạ, 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 dạ,